Mạng 5G chỉ hợp với tủ lạnh. Từng là một trong những cái tên dẫn đầu thị trường di động, BlackBerry cũng từng đứng trước nguy cơ phá sản và đã nhượng quyền sản xuất smartphone cho tập đoàn TCL. Với việc không hề có bất kỳ một mẫu flagship nào được ra mắt trong những năm gần đây, nhiều người dự đoán BlackBerry sẽ tiếp tục trung thành với phân khúc tầm trung trong thời gian tới. Khác với các nhà sản xuất các thiết bị điện tử khác, TCL, công ty mẹ của BlackBerry không thấy rằng 5G là một cải tiến công nghệ đáng kể như những gì mà người ta ca tụng trong thời gian gần đây. Giám đốc tiếp thị của TCL Stefan Schet mạnh miệng tuyên bố, điện thoại BlackBerry đã đủ nhanh và 5G nên dành cho các thiết bị khác phù hợp hơn như tủ lạnh là một ví dụ và sẽ không có điện thoại 5G từ BlackBerry. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là TCL không muốn một chiếc điện thoại 5G, mà chính xác hơn là không muốn một chiếc BlackBerry 5G. Một thương hiệu khác cũng do TCL sở hữu là AnkaTel sắp trình làng một mẫu điện thoại kết nối 5G. Gắn mắt AnkaTel đang được lên kế hoạch ra mắt vào năm 2020, không may mắn cho BlackBerry. Việc TCL không quan tâm tới 5G sẽ khiến thương hiệu này gặp rất nhiều bất lợi trên thị trường smartphone trong tương lai, khi mà thời đại 5G đang phát triển còn danh tiếng của hãng smartphone này đang lùi sâu vào dĩ vãng. Các đối thủ của BlackBerry như Samsung đã phát hành phiên bản 5G của Galaxy S10 và Galaxy Note 10. Apple cũng có kế hoạch ra mắt iPhone 5G trong năm tới theo các báo cáo gần đây.